nay ông loại thằng cả ngày nhá. Đây rồi, đây này. Tối lên Zalo để tối mai anh không đi được thì là bay tiếp bằng anh là đi làm là cô ấy em phải tầm hôm nay em mới về. Thì đại khái là hơi cứ 6 rưỡi trở lại. Bây giờ anh đéo sớm. Đánh bóng thoải mái cho mới ăn đi, về tắm giặt ăn thì sớm đi. Bánh 5 thì anh 4 rồi. Thời gian anh em chưa ở đâu sẽ thông báo từ sau. Hội đồng anh em mình cầm. Anh em rồi không có. Trưa mai thông báo lên Zalo tối mai ăn ở đâu là vị trí nào thì có. Ok. Mỗi người đóng 100 à? Cứ biết gì ăn chắc. Tiền chắc có. Đóng tiền thì là. Bài cứ ăn đi ông, ăn bây giờ,